Xin chào các bạn, một ngày mới. Hôm nay thì mình sẽ ghé đến tiệm của nhà nông, mình sẽ mua xe máy cày về cày vườn cho vườn Vinh Nguyễn Thị. Hôm nay thì ghé đến tiệm anh xã, ảnh sẽ chọn tất cả các loại xe này thì xe nào mình cũng thích, nhưng mà ảnh thích chiếc xe bự lớn nha các bạn. Cứ coi từ chiếc xe mà nhỏ nhất thì số tiền nó nhỏ, cứ vừa vừa là số tiền nó vừa, còn trên cái mức vừa một tí là thì càng lớn là càng mắc nha các bạn. Thì ảnh lại thích cái loại xe mạnh nhất để về làm cho cái vườn mình á, tại vườn mình nó nhiều dốc mà nó nhiều cây rừng á, ảnh về ảnh sẽ đào gốc cây rồi ảnh ban đất ra cho mình để mình sẽ cày xới trồng cho năm 2024. Xe lúc trước lên nhà em Nhung Hà Cuộc Sống Vùng Núi á, em cũng có một chiếc xe giống vậy, nhỏ hơn tí, thì mình mua bự hơn tí tại đất mình nó dốc á các bạn. Cho nên phải mua chiếc bự mới trèo nổi. Còn trên nhà em Nhung thì cái nhà đất em bằng, cho nên mua xe nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh hơn. Còn đó, thank you em chỉ chỗ này nha. Thì chị tới chỗ này lựa, nhưng mà sẽ tới chỗ gần nhà chị lấy xe. Đó, cái hãng này nó có nhiều chi nhánh lắm. Thì bây giờ mình đứng lên gần chiếc xe mình thấy nó bự quá các bạn ơi, không biết ít bữa nữa mình về mình lái có được không nha các bạn. Đó, thì đam mê vườn mà các bạn, có một chiếc xe này là nó làm cho mình tất cả các việc ở trong vườn, nào là xúc đất rồi đào hố rồi cày bừa. Ba mẹ thì đi lựa xe máy cày, em thì đi lựa xe xúc đất rồi xe tưới nước cho vườn về đồ chơi. Nhưng mà chiếc xe này nhìn dễ thương, em thích em lên lái hoài. Cái cuối cùng người chủ người ta bớt giá cho rẻ rẻ. Ở trên online nguyên cái xe này là 300 đô nha các bạn. Còn ở đây thì người ta bán cho mình khoảng khoảng nhiêu ha? 200 thôi. Đó, người ta bớt cho 100. Đó, em bé ra chuẩn bị lấy về chơi ha. Eden rồi Kevin rồi cũng thích lắm. Đó, cái thùng ở phía sau là 80 đô. Còn chiếc xe ở phía trước là 100 mấy á. Là chạy ra là gần 200 đô cho chiếc xe này. Về cho em chơi, em thích ha. Không ngồi được á. Xe đồ chơi nhỏ nhỏ mà cũng ba mươi mấy 40 đô rồi. Cái này đạp được mà. Beep 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 beep. Beep beep. Ở đây hình như nó bán rẻ hơn ở dưới. Cái này em cũng thích. Anh nhìn nó nè, nó lấy bánh xe nè. No, sát đó con, bể đầu đó. Xe là bao nhiêu? 176. Lấy cho nó đi, rẻ hơn trên mạng mà. Phải không? Trên mạng 200 mấy đô, lấy đại cho nó dễ chơi. Cái vần thích à? Gì đó nè. Hay là đi đâu đó hả? Chù chà mắc tiền quá. Mấy cắt cỏ không mà 5,000. Lấy gì xiết cho em? Đó, xe con trâu làm vườn đã về tới vườn Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Thì hàng xóm chạy ra xem, nói wow xe đẹp quá, rồi khen đủ thứ. Thích ở xung quanh này nè, ai cũng thích vườn, ai cũng có máy cày hết nha các bạn. Từ máy nhỏ cho đến máy lớn, cho đến máy vừa vừa, ai cũng có hết. Cho nên nhà mình chưa có, mình cũng đi tuyển một chiếc về để mình cày bừa, mình trồng trọt cho nó khỏe cái tay của anh xã nha. Để anh xã anh đào, thấy tội quá đó. Thì hôm nay anh xã anh vui lắm, anh cẩu được chiếc xe về nhà rồi. Nhưng mà cái phần mà để xúc ở phía sau á, cái phần mà giống như là cái bộ phận xúc á, để gắn phía sau là nó sẽ về sau. Cái phần đó không á, là 18.000 đô. Người ta tính từng bộ phận, nói chung là gắn hết trơn vào bộ phận mà đầy đủ chiếc xe để mình đào, xới, xúc, xới rồi này kia là 62.000 đô nha các bạn. Cứ 1.000 đô là khoảng 24 triệu Việt Nam. Mà 10.000 là 240 triệu. Các bạn tính giúp mình nha, mình tính dở lắm đó. Các bạn tính thử chiếc xe này thì ở Việt Nam thì khoảng nhiều tiền, 62.000 đô đó. Rồi
Mình trả từ từ nha các bạn, người ta cho trả góp mà, tội gì không mua. Mua có dụng cụ về đó giúp đỡ cho vườn mình á, mình khỏi phải ra tay đào đau tay. Hai vợ chồng mình già rồi, bây giờ tiễn em Robert vườn này về làm vườn nha. Thì chuẩn bị anh xã sẽ lui xe nha. Đó, cho chạm đất ở vườn luôn. 1, 2, 3. Ảnh dậy sớm, từ lúc mà chỗ tiệm xe này mở cửa là 6 giờ. À, 8 giờ sáng chứ. Là 6 giờ anh lo anh dậy rồi. Rồi anh đi tới chỗ tiệm này nè. Người ta hướng dẫn mình chạy lên xe. Rồi người ta hướng dẫn cách xích xe lại làm sao để mình kéo về để khỏi nó bị tuột xuống. Sao mình đang chạy mà nó rớt xuống đường cái không biết làm sao đó. Thì người ta có kinh nghiệm, người ta chỉ mình như thế nào đó. Thì bây giờ mừng quá các bạn ơi, xe đã về tới giường rồi, em chó, em Muchi cũng ra đứng mừng nè, thấy không? Đó, mình cũng mừng quá chừng luôn. Thì về sẽ được việc lắm nha các bạn. Wow, anh xã ơi, chạy nhanh lên đi anh xã. Ở đây thì tiếng ồn rất là ồn, cái xe máy cày nó ồn. Rồi tiếng mấy em cún á, sủa liên tục, nó thấy cái chiếc này bự quá đó, về giường á thấy lạ, màu cam nữa. Nó nhìn nó tưởng nó cái con gì tới vườn đó, nó đứng nó sủa hoài, chó hàng xóm sủa hoài các bạn. Rồi đây, bé xe máy cày của mình đã chạm đất và lăn 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 thẳng vô cái vườn của mình. Hôm nay thì bé xe máy cày này về sẽ giúp cho mình rất là được nhiều việc, như đào hố, rồi xúc đất, rồi đào rễ cây. Rồi mình có thể mình đào rễ cây xong rồi mình cột dây vô, mình sẽ kéo rễ cây. Tại vườn của mình á, nhiều hố, rồi nhiều gốc cây rừng đó, mình sẽ ban bằng đất ra rồi mình sẽ đổ thêm đất. Còn bây giờ thì mới thiệt là chi tiết nè các bạn. Anh xã sẽ hướng dẫn cho mình từng chi tiết. Chi tiết 1, lui như thế nào. Chi tiết 2, tới như thế nào. Và cẩu như thế nào. Cẩu ngang, cẩu thẳng, cẩu cúi đầu và cẩu ngẩng đầu như thế nào. Nó có nhiều kiểu lắm nha các bạn. Nhưng khi mình ngừng lại á, thì mình sẽ cũng thắng mà, rồi đậu lại, mình bỏ vô chữ bi á, nó đậu lại rồi lui, nhìn có vẻ là nó còng kềnh mà hơn mình nghĩ nha các bạn. Mình ngồi thì thấy cũng vui vui đó, nhưng mà lái cũng hơi sợ, thấy nó bự quá đó. Chưa bao giờ lái cảm giác cũng vui. Cứ lui đi, cứ lui, anh xã anh chỉ cho đó, lái được rồi mừng đó. Đây là bộ phận xúc đất á. Về sau nha các bạn. Bộ phận này khi mình order chiếc xe trước, bộ phận này nó về khoảng 3 tuần sau nó mới về. Thì về thì mình sẽ cẩu xuống, rồi anh xã mình ảnh sẽ ráp cái bộ phận này vô sau cái đuôi xe này nè. Là chiếc xe này sẽ có hai đầu, thì anh xã mình ảnh rành về xe hơi, về máy móc rồi đó. Ảnh thích tìm tòi, thì nếu mà mình để cho chỗ hãng á, người ta ráp cho mình á, thì người ta sẽ lấy tiền công là 3.000 đô. Nhưng mà anh xã mình ảnh muốn ráp thì để ảnh có thể học hỏi thêm nhiều thứ về xe này, và có thể tiết kiệm được 3.000 đô cho vợ, để vợ có tiền mua phân bón, rồi mua đất để trộn, rồi mua thùng để trồng, rồi mua bạc để trải cho đất nữa. Đây là cái bộ phận xúc lớn nè các bạn. Hồi nãy mình chỉ chở một phần thôi, bây giờ cái bộ phận này nó mới nặng lắm á. Cái xe thì mình dùng chưa có quen, cái mình dùng chút là mình quên, mình phải hỏi tới hỏi lui. Cái phần đuôi sau của xe là bộ phận xúc, dụng cụ xúc của xe đó các bạn. Xúc rồi đào rồi đó. Anh xã mình ảnh sẽ dành thời gian mỗi ngày mấy tiếng ảnh ra ảnh ráp. Mà ảnh ráp cái này mình nè, mấy đứa con gái nè, phụ nhiều lắm nha các bạn. Thì ảnh nâng lên rồi hạ xuống rồi làm đủ thứ. Ảnh ráp trong vòng một tuần. Mỗi ngày ảnh bỏ ra 1 tiếng, 2 tiếng gì đó. Trong tuần là ảnh làm xong cái này. Thì bây giờ làm xong á, là anh đem ra vườn anh cày xới, rồi chút xíu nữa các bạn xem nha. Anh ráp cũng cực khổ lắm, trời mưa, trời nắng, rồi trời đông đá, trời lạnh như thế nào, anh cũng đội áo ấm ra để anh hoàn thành xong cái bộ phận này, đồ xúc sau cái đuôi xe nha. Chút xíu. Yeah.
nguyên cái đồ cạp đất nè, đồ xúc đất á, người ta gửi về sau nè, nó nặng lắm các bạn ơi, nó chằng lên cái bộ phận xúc á, của cái xe máy cày nè, mình lôi miết mà nó không có lôi được, nó lôi mà nó cứng ngắc à, cho nên anh xã anh cứ nói mình không biết lôi, nhưng mà mình đạp nó cứng ngắc, mình nói ảnh cái ảnh nói đạp mạnh lên. Hai vợ chồng ra vườn hả, làm việc cứ gồm vợ chồng mà gần nhau là cứ cãi nhau vui. Được trải nghiệm xong chiếc xe máy cày, cảm giác như là cảm giác vậy đó. Giờ chuẩn bị nè, mới hạ cái cục sắt này xuống, mới đuối, mới đơ luôn nè các bạn. Đó, anh xã ảnh không có biết là phải hạ cái này như thế nào, ảnh dùng mọi cách để hạ xuống từ từ cho sát mặt đất thôi. Mà nói ô anh ơi sao anh không thả, em thả cái rầm xuống. Ảnh nói thả xuống là nó gãy, nó bể hết đồ rồi, ảnh gắn vô xe không được á, cho nên phải kỹ càng từng chi tiết một, nâng lên thế nào rồi lui chiếc xe, cái xe kéo nó ra, xe truck á, lui ra xong rồi cái mới hạ xuống từ từ, rồi ảnh mới tháo mấy cái gỗ này ra, rồi ngày ngày ảnh ra anh ráp đó, dè được chiếc xe ra rồi đó. Rồi ảnh đưa nào là đồ nâng đồ hạ vô, ảnh bắt mình hạ nè, nhìn nè các bạn, chuẩn bị. Tay chân phụ nữ mình mà các bạn đụng ở đâu thì nó cảm giác giống như là mình cố hết sức rồi nhưng mà mình bóp nó không xuống, nên ổng mới nói là mình không bóp, bóp không xuống thiệt, cái đó nó nặng lắm. Đồ dở mày bắt tao làm tao đánh mày bây giờ thằng kia.
muốn đi đâu em? Mừng quá các bạn ơi, đã hạ được nguyên cái cục sắt này xuống rồi. Thì những ngày tháng kế tiếp là anh xã ảnh sẽ hì hục, ảnh sẽ ráp cái đồ cạp đất này vô trong cái xe nha. Ảnh ráp cũng vất vả lắm, tội nghiệp ảnh. Đó, hạ được cái cục sắt cạp đất xuống rồi các bạn. Cạp đất, đào đất, bóc cây cối nha các bạn. Bây giờ hoa cherry đã nở khắp nơi trong khu vườn, nhìn rất là đáng yêu. Những cánh hoa gió thổi bay nhẹ nhẹ ở trong bầu không khí rất là hanh hanh, mát mát, lạnh lạnh nha các bạn. Ít bữa nữa những trái cherry sẽ kết trái màu đỏ, ăn rất là chua ngọt. Bây giờ anh sẽ ráp xong chiếc xe rồi các bạn. À, cái thời gian mà anh ráp xe thì mình không có kịp quay cho các bạn xem. Đó, rất là vất vả cho ảnh. Rồi bây giờ ảnh ráp xong rồi, ảnh cẩu ở phía đuôi xe là một cây việt quất này các bạn. Ảnh cẩu sẵn á, ảnh sẽ cuốc đất, ảnh đào cái gốc cây rừng này nè các bạn. Cái gốc này nó ở dưới nó bự lắm, hồi trước á đào bao nhiêu lần rồi cũng không được. Bây giờ mua cái máy này về nè, hy vọng sẽ đào lên được cái gốc này nha. Rồi chỗ này mình sẽ trồng trái cây cho các bạn xem. Rồi khu vườn sẽ ảnh sẽ khai hoang ra, rồi có nhiều thêm chỗ đất bằng á, mình sẽ trồng cho các bạn xem một cánh đồng nào là cà tím, ớt, rồi cà chua, rồi dưa, dưa lưới, dưa leo, rồi đủ loại hết các bạn ơi. Bầu bí, rồi đậu que, rồi bông cải xanh, bông cải tím, bông cải vàng, rồi tất cả các loại xà lách, cà rốt, rồi khoai tây, rồi đủ thứ nha các bạn. Hứa hẹn quá đã luôn, nhưng mà không biết có làm nổi hay không. Cố gắng nha các bạn. Đó, thì rảnh thì mới làm, còn không thì mình sẽ dành giờ cho con mình, như mình lo cho nó ăn uống. Rồi Aiden nó vẫn còn ti sữa mẹ nha các bạn. Mình cũng chưa có nhiều thời giờ để mà ra vườn, cho nên nhiều bạn cứ nói vườn không chịu dọn, nhưng mà có không có giờ. Có giờ là mình sẽ dọn liền đó. Mình chỉ mong một ngày rảnh 1 cho đến 2 tiếng thôi mà cũng không có đó các bạn. Thì anh xã anh đang đào xới để nâng cái gốc cây rừng này ra, để chỗ này mình sẽ trồng nguyên một dãy việt quất nha các bạn. Rồi trồng thêm một dãy cherry, thêm một dãy đào, dãy mận. Wow, nghĩ tới thôi mà ánh mắt của mình rực sáng lên một cái màu là hy vọng sẽ có nhiều cây trái cho các bạn xem. Đó, khu vườn thì mình xin giới thiệu tới đây. Xe máy cày, xe cần cẩu, đã cẩu được cái gốc cây này chưa? Mình chưa biết các bạn ơi. Anh xã anh cẩu tới giờ cũng chưa xong nữa. Anh nói còn sâu lắm, sao mà nó bám chắc lắm các bạn. Anh đã cột dây vô rồi, anh móc vô xe này để mình chạy, để mình kéo cho nó bung cái gốc lên, mà nó vẫn chưa có bung. Bây giờ vẫn còn đào hoài vậy các bạn. Đó, đào khi nào mà nó sâu xuống dưới thì mấy cái gốc cây nó mới bung ra hay sao á. Ngày nào mình cũng hỏi anh ơi, cái gốc cây rừng á, bự á, anh đào xong chưa? Ảnh trả lời là chưa xong nha em. Em ráng đợi đến phần 2. Các bạn ơi, thời lượng video cũng hơi dài rồi, thì video tới đây, làm vườn cũng tới đây. Mệt rồi các bạn ơi, đi vô nhà rồi. Thì khi nào ra làm vườn nữa thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Rồi những bông hoa nó kết trái non như thế nào và nó chín như thế nào, rồi thu hoạch luôn ha. Bây giờ mình xin tạm biệt các bạn và quý ông bà cô chú của Aiden. Chúc một ngày thiệt nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.